Vâng, em xin chào tất cả các bác ạ. Lại là em đây, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với video của em trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Trước màn hình các bác là hai chiếc bếp ga có thể nói là siêu siêu đẹp. Một chiếc bếp mang thương hiệu Osaka Ga và một chiếc bếp mang thương hiệu Paloma. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc bếp M1 mang mã số M1. Đấy là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Osaka Ga. Đây là dòng mặt đứng phun chức năng, đồng hồ hẹn giờ lò nướng và hai tầng lửa mọi người nhé. Bề mặt của con bếp này là một chiếc bếp mà sơn tĩnh điện, sơn đã sơn ô tô đấy ạ, siêu siêu mịn và rất là bóng đẹp. Với cái mặt sơn này thì nó sẽ bảo vệ cho lớp men nguyên bản ở phía bên trong, cũng như là nó rất là bóng đẹp mọi người nhé. Có điều rằng là nó sẽ có một cái nhược điểm là chúng ta sử dụng để chúng ta giữ gìn vệ sinh cho nó sạch sẽ, cũng lau chùi vệ sinh sạch sẽ thì nó sẽ rất là bóng đẹp. Và cái thứ hai nữa là mình không được đánh rơi vật nhọn vật sắc vào đây mà nó dễ bị xây xước, như vậy thôi. Còn đối với cái mặt men thì nó bền hơn một chút. Cái dòng mặt sơn này thì dùng nó lại rất là, nhìn nó rất là bóng là đẹp. Đấy, con Osaka Ga này là một trong những cái dòng mặt đứng mà rất là nhiều người ưa chuộng, là nhiều người thích cái dòng này. Bếp mặt đứng bên em về thì gần như là bán rất là đắt hàng mọi người nhá. Nó sẽ có đầy đủ chức năng ở bên bếp trái, như là chức năng chọn nhiệt độ nấu này, 160 đến 200 độ C, chế độ nấu nước sôi tự tắt và ủ ấm trong 5 phút, và chế độ ngắt cảm biến 3S. Đối với bếp phải thì nó sẽ có chức năng như là nước chức năng cơm cháo, đồng hồ hẹn giờ lò nướng, hai tầng lửa. Với thiết kế mà bộ chia lửa bằng hợp kim nhôm nguyên khối, và trên phía trên dầu có cái chắn dầu mỡ mà bằng thép mạ men như thế này. Đấy, bên trong họng bếp thì rất là đẹp rồi đấy ạ. Tất cả những cái dòng bếp bên em là khi về đã được vệ sinh sạch sẽ rồi mọi người nhá. Từ chúng ta về lắp pin, lắp ga và sử dụng bình thường thôi ạ. Đó, rất là đơn giản, dễ dùng, xung quanh thành vách thì rất là vuông thành sắc cạnh, không bị méo mó một chỗ nào hết. Đấy. Một chiếc bếp bãi như thế này là một chiếc bếp bãi có thể nói là nó rất là đẹp rồi. Bếp bãi thì tất nhiên là nó sẽ không mới được như nguyên thùng đâu, bởi vì nó sẽ có những cái vết cũ, vết xây xước. Là những bên này thì nó, đối với chiếc bếp M1 này là Osaka Ga này, xung quanh thành vách này và ở mặt trên của nó đã sơn tĩnh điện lại rồi. Đấy, nhưng về cái chất lượng bên trong thì mọi người cùng em theo dõi video để xem là cái lửa của bếp cũng như là quá trình cảm biến nhiệt của nó có tốt hay không nhá. Ở đây thì em sẽ bật luôn này, bên dưới cái con bếp này thì nó đã khóa phím an toàn trẻ em rồi, chúng ta mở ra để khóa phím này. Đó, và sử dụng thôi ạ. Mở bình ga, xoay 1-2 vòng thôi mọi người nhá. Đối với bình bếp Nhật thì chúng ta không cần xoay nhiều đâu, người xoay nhiều thì nó sẽ áp suất nó sẽ lớn. Ở đây chúng ta bật lên thôi, đấy, lửa nó rất là ok đúng không ạ, lửa lên rất là ok, xanh đều và lên lửa nhanh, đánh lửa nhanh. Đấy, cả hai bếp đang cháy rất là ok rồi. Em sẽ test một cái chức năng, đó là một trong các chức năng, đó là chức năng cạn nước tắt bếp cho mọi người. Đấy, sẽ tắt một trong các cái chức năng cho mọi người để test, là đó là chức năng cạn nước tắt bếp mọi người nhá. Nó sẽ có các cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mà tắt bếp và khóa ga tự động, như là nước cạn tắt bếp này, hay là gió thổi tắt bếp, hoặc là nước trào vào trong họng bếp. Đây là một trong những cái thí nghiệm để thực hiện cái chức năng là cạn nước tắt bếp. Khi nhiệt độ nồi lên quá 200 độ C thì bếp sẽ tự động tắt và tự động khóa ga, nó cán mốc 250 độ C trở lên mọi người nhá. Đấy, trong quá trình đợi chờ thì con bếp này thì em sẽ test các chức năng này, chức năng như là nhiệt độ nấu 160 đến 200 độ C này. Đấy, chức năng nấu nước này, nước sôi tự tắt ủ ấm 5 phút này, chức năng 3S, nhấn giữ 3 giây, cái này dùng cho chiên rán và rang đồ khô thôi mọi người nhá. Đấy, nếu chúng ta không chiên rán thì chúng ta không cần sử dụng đến nó. Đây là chức năng bên bếp phải, là chức năng cơm cháo này, cơm này, cháo này. Đấy, cơm cháo rất là ok. Còn đây, sau khi mà chúng ta sẽ bật lò nướng lên, khởi động lò nướng này. Cái dòng bếp mới á, khi mà mình mới mang vào, mình để ý là mình sẽ cái dòng bếp cái lò nướng này này, mình nhấn giữ vài giây nhá để cho nó chi phân ga đều, và khi mình bật lò nướng thì mình khởi động nó này. Đấy, bây giờ thì bếp lò nướng đã ổn định rồi, tức là mình khởi động lên thì nó lâu rồi nó không nấu ấy, cho nên được cái dòng bếp này thì sau khi mình nhập về này, mình vệ sinh này, rồi bây giờ mình mới đem là mình test, cho nên là khi test thì các bác khởi động một chút nhá, chúng ta nhấn giữ một chút thì nó lên, khi nó lên rồi thì nó đã ổn định như thế này rồi, là lần sau mình chỉ nhấn nhẹ là nó lên thôi ạ. Đấy, đối với hai lửa thì tầng trên tầng dưới rất là ok này, cực kỳ xanh luôn mọi người nhá.
Với thiết kế hai tầng nữa thì nó sẽ tiết kiệm thời gian nướng, cũng như là cái đồ nướng của mình nó sẽ chín đều chín vàng, rất là hấp dẫn. Đấy, đến là nhiều món nướng trên cái chiếc bếp không lò nướng này. Và đồng hồ mặc định là 8 phút nhá. Đồng hồ mặc định 8 phút. Và tối đa của chiếc bếp này là 14 phút mọi người ạ. 14 phút và tối thiểu là 1 phút. Sau khi bếp về đến phút 1 thì nó sẽ hết thời gian nướng. Thì nó sẽ về không và tự động tắt và tự động khóa ga ngay. Đấy, rất là an toàn. Đấy. Và trong quá trình đợi chờ, chiếc bếp này nó cảm biến nhiệt, và hai bên cảm biến nhiệt nó rất là tốt rồi, bởi vì khi mà lửa nó đạt đến 200 độ là cảm biến nó đo nhiệt độ đáy nồi. Nhiệt độ đạt đến 200 độ C là bếp sẽ tự động nhỏ đi. Đây là một trong những tính năng nó tiết kiệm ga luôn cho các bác đây. Đấy, các bác thấy, quan sát thấy hai bếp đang rất là nhỏ nhá, ở chế độ rất là nhỏ khi mà nhiệt độ nồi đã nóng lên rồi. Quay sang mã số thứ hai, đấy là một chiếc bếp đẹp xuất sắc luôn mọi người nhá. Chiếc bếp này cũng là một cái dòng bếp bếp hình vặn thôi, phù hợp với những bác mà có tuổi này, hay là những gia đình chúng ta thích cái sự đơn giản, không thích cái sự cầu kỳ cũng như là nhiều chức năng, chúng ta thích cái dòng đơn giản này. Paloma có hẹn giờ 30 phút ở đây, và mặt trước thì màu nâu cà phê. Nâu cà phê, mà mặt trên là mặt men màu đen cả nhà. Với cái bộ kiềng cũng là kiềng từ thép chống rỉ, ở đầu kiềng đã có cái dấu hiệu bị bạc màu do đã qua tiếp xúc với lửa, đã qua sử dụng cả nhà nhá. Nhưng mà để nó bị gãy hoặc là nó bị hao mòn đi thì cần thời gian rất là lâu, bởi vì cái này thì em bảo hành cho các bác được 5-7 năm sau. Bên trong họng bếp thì cũng khá là đẹp rồi đó này. Với thiết kế một cái bộ chia lửa bằng nhôm nguyên khối như thế này, và cái nắp chắn dầu mỡ cũng bằng thép mạ men. Đấy. Ở bên trên mặt của nó thì đẹp xuất sắc rồi, nên tem zin mọi người nhá, mặt zin này nó không có một chút gọi như là chút sơ sẩy, một chút chấm sơn gì. Đấy, không có một chút bong chóc gì, với một con bếp nó cực kỳ là đẹp luôn. Paloma đời 2021 mọi người nhá. Đơn giản dễ dùng, là một chiếc bếp mà có thể nói là rất là dễ dùng luôn. Với chiếc Paloma đời 2021 này, em ký hiệu là mã số M2. Vâng, M1 là cái chiếc Osaka mặt đứng full chức năng đồng hồ hẹn giờ 2 tầng lửa này, thì em bán cho mọi người giá 2.300.000 đồng. Và cái chiếc M2 này là chiếc đời 2021 đẹp xuất sắc này, thì có hẹn giờ 30 phút ở bên bếp trái. Cái này chúng ta có thể sử dụng để luộc gà, luộc vịt, hay nấu những món hầm, món cháo. Trong vòng 30 phút thì bếp sẽ tự động tắt và tự động khóa ga cho chúng ta nhá. Với lò nướng là một tầng lửa, khay nướng, vị nướng bằng inox rất là bóng sáng luôn ạ. Đấy, con này thì ký hiệu mã số M2 em bán cho mọi người giá là 2.800.000 đồng. Chiếc này là đời 21 chất lượng nên là giá nó sẽ cao hơn. 2.800.000 đồng mọi người nhá, sở hữu một chiếc bếp phím vặn đẹp xuất sắc lung linh luôn đấy ạ. Vâng, mặt trước là nó nâu cà phê này, rất là đẹp luôn mọi người. Đấy, có hẹn giờ 30 phút đấy ạ. Đấy, cái phím vặn màu bạc này là cái phím vặn bên bên bếp bên tay tay phải. Đấy, bên tay phải. Còn bếp bên tay phải này, bếp phím vặn màu bạc này là bếp của lò nướng mọi người nhá, bếp của lò nướng. Và đây là bếp bên tay phải, còn đây là cái phím vặn bếp bên tay trái. Rất là dễ sử dụng thôi, mọi người chỉ cần vặn và sử dụng thôi. Đấy. Và trong bây giờ thì em đã trong quá trình giới thiệu chiếc bếp M2 thì đã có tín hiệu ngắt cảm biến từ bên bếp bên tay phải của màn hình các bác rồi. Đấy là con Osaka -212 là tín hiệu ngắt cảm biến mọi người nhá. Đấy, -212 ạ. Đây là tín hiệu ngắt cảm biến, thì bây giờ em sẽ khi mà nó ngắt cảm biến đi thì nó sẽ khóa ga tự động cho chúng ta luôn. Đây, em sẽ lấy cái máy lửa em test cho mọi người xem này, cái tính năng khóa ga này. Bởi vì cái tính năng ngắt cảm biến là nó đi kèm với tính năng khóa ga luôn, nó đồng thời luôn mọi người nhá. Còn nếu như trường hợp mà gió thổi tắt bếp ấy, thì là nó sẽ cần thời gian 5-7-10 giây gì đấy để nó truyền thông tin IC để điều chỉnh việc khóa ga. Đối với chức năng này thì nó sẽ đồng thời khóa ga ngay. Đấy, một chiếc Osaka ga với chức năng cảm biến rất là tốt ạ. Đó, full chức năng đồng hồ hẹn giờ 2 tầng lửa rất là tốt. Với số tiền là M1 2.300.000 đồng, M2 là 2.800.000 đồng mọi người nhá. Mọi người ứng cái mã số M1 hay M2 thì có thể chụp lại màn hình giúp em, liên hệ lại cho em theo số Zalo là 0904992696. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.